Võ Hạ Trâm khoe clip ái nữ ấn quẩy style hip hop theo nhạc tưng bừng, khẳng định ái nữ sẽ vào showbiz. Quẩy lên các bạn ơi! Yo, 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 yo! Quẩy lên nào, quẩy lên nào! Ô, 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 ô! Quẩy lên nào, quẩy lên nào! Kể từ khi bé Moon chào đời, Võ Hạ Trâm thường xuyên đăng tải những hình ảnh cực đáng yêu của ái nữ lên trang cá nhân. Nhờ sở hữu ngoại hình bụ bẩm đáng yêu cùng những biểu cảm khó đỡ, thế lực nhí nhanh chóng nhận được sự yêu mến từ phía cư dân mạng. Võ Hạ Trâm lại khiến cộng đồng mạng được phen dậy sóng khi đăng tải clip nhảy múa cực tếu của bé Moon. Trong đoạn clip, khi mẹ bật đoạn nhạc sôi động lên thì cô bé cũng liên tục nhún nhảy quẩy theo cực sung. Thậm chí bé Moon còn biết lắng nghe và làm theo lời mẹ khi nữ ca sĩ dạy bé những động tác giơ tay lên trời. Gương mặt của nhóc tỳ vô cùng hào hứng phiêu theo điệu nhạc, tay thì vung vẩy trông đáng yêu vô cùng. Trước tài năng thiên bẩm của con gái, Võ Hạ Trâm dí dỏm tự hào: "Em khẳng định là con em cơ hội đến với showbiz rất là cao nha bà con." Ngay khi vừa đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý và tương tác từ phía cộng đồng mạng. Người hâm mộ vô cùng thích thú và tấm tắc khen ngợi sự khấu khỉnh và hài hước của ái nữ nhà Võ Hạ Trâm. Khán giả đã để lại bình luận: "Cưng quá con ơi, quẩy còn hơn mẹ nữa. Rồi mẹ Trâm nhắm làm lại con không? Mẹ thì không thấy nhảy bao giờ mà con sung ghê chưa? Giờ tự nhiên bé bèo nốt B5 trong 15 giây là chắc chắn vô showbiz nha. Sau này mẹ hát con nhảy minh họa rồi ai làm lại hai mẹ con đây?" Võ Hạ Trâm là một trong những ca sĩ được khán giả yêu mến không chỉ bởi sự nghiệp nghệ thuật mà cuộc sống hôn nhân của cô cũng khiến khán giả ngưỡng mộ. Sau 2 năm kết hôn cùng ông xã người Ấn Độ, Võ Hạ Trâm đã hạ sinh công chúa đầu lòng và đặt tên là Chahari Vaishali Tây Phương, tên thân mật là bé Moon. Nữ ca sĩ cho biết con gái cũng được cho ăn thuần chay như ba mẹ từ khi mang thai đến lúc chào đời và khôn lớn. Tranh thủ kỳ nghỉ lễ, Võ Hạ Trâm cùng gia đình đã có chuyến nghỉ dưỡng tại thành phố biển xinh đẹp Phú Quốc. Dù mới 9 tháng tuổi nhưng bé Moon đã rất dạn dĩ, không hề tỏ ra sợ hãi kể cả khi máy bay cất và hạ cánh. Thường xuyên được mẹ cho đi du lịch, ái nữ đầu lòng rất tự tin khi ở chỗ lạ, dễ dàng thích ứng khiến chuyến đi thêm phần vui vẻ và thoải mái. Ai da cao lên trời. Quá giỏi tay Võ Hạ Trâm đã có nhiều chia sẻ thú vị về hành trình đón con gái đầu lòng. Khi biết mình có thai, giọng ca chợt như giấc mơ thông báo tin vui cho chồng thì ông xã cô im lặng, nhưng sau đó lại có hành động ngọt ngào khiến ai cũng bật cười, riêng mẹ chồng xúc động đến 3 ngày. Hay như đến ngày đi đẻ, dù ở xa nhưng mẹ chồng cũng như các thành viên trong gia đình luôn dành sự quan tâm cho Võ Hạ Trâm. Cô cho biết em đi sinh mà vui nên cười hoài, ngày đó đặt cả một ekip để quay, đưa vô phòng mổ 15 phút là em bé ra, cảm giác rất xúc động thiêng liêng. 4 giờ em mổ thì trước đó đúng 12 giờ là cả gia đình chồng, bạn bè rồi hàng xóm ngồi trước màn hình TV như xem đá banh. Chồng mình ôm em bé nhảy Ấn Độ, nhà chồng bên thì nhảy vỗ tay ôm sờm. Hiện tại Võ Hạ Trâm đang mong ngóng tới ngày có thể đưa con gái về thăm gia đình bên nội tại Ấn Độ khi tình hình dịch bệnh trở nên ổn định trở lại. Bởi từ khi sinh ra tới nay, bé Moon vẫn chưa được gặp mặt trực tiếp với bà nội. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.